Hello, chào thầy em, chào mừng các thầy của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện một sản phẩm khá là mới của nhà Versace được ra mắt trong năm vừa rồi, đó là Eros phiên bản EDP. So sánh một chút về ngoại hình của em nó thì cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Ví dụ như về hộp thì nhà Versace chỉ in thêm một chút cái viền này nó nổi bật lên, in thêm viền vàng so với hộp đời đầu, đó phiên bản EDT. Cũng như là về chai lọ cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Ở phiên bản EDP thì nó là in thêm chữ EDP đấy, còn EDT thì không có. Còn lại thì về ngoại hình không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản Eros đầu tiên. Thì cũng giống như các video review trước của mình sẽ chia sẻ đến các anh em những quan điểm cá nhân của mình về những cái điểm mình cảm thấy tốt và không tốt về hương trà nước hoa này. Và cuối cùng mình cũng sẽ có kết luận là có nên mua chai nước hoa này không, dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một vài sản phẩm đó. Mình để link ở bên dưới, thì các anh em nếu như muốn mua bất kỳ sản phẩm nào thì có thể inbox mình. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ review của mình về chai nước hoa Eros phiên bản EDP. Ok, let's go. Điểm tốt đầu tiên ở phiên bản EDP này đó là mình cảm thấy rằng nó đã thêm và bớt những cái điểm mà phiên bản EDT còn thiếu. Nếu như ở phiên bản Eros đời đầu này, khi mà chúng ta xịt thì đầu mở đầu đó là một cái vị bạc hà rất là tươi mát, sau đó là cái vị ngọt của vani của đậu tonka rất là rõ ràng. Thì ở phiên bản mới này, phiên bản EDP, nó đã bớt ngọt đi và cùng với đó nó đã thêm một chút gỗ để tăng thêm cái độ dày mùi, tăng thêm cái độ sâu lắng của mùi. Điều đó có nghĩa rằng với cái phiên bản mới này, nó vẫn có cái sự sexy, nó vẫn có cái sự ngọt ngào. Thế nhưng ở cái dry down của nó thì mình cảm thấy rằng nó không còn một cái độ ngọt giống như ở phiên bản EDT nữa. Nó bớt ngọt đi và thay vào đó nó thêm một chút tông gỗ để thêm một cái chút gì đấy nó dày mùi hơn. Và đối với mình ấy, khi mà đã thêm một chút gỗ thì nó có nghĩa là nó thêm cái chất nam tính, nó thêm một chất thép. Tất nhiên không thể gọi là quá nhiều, thế nhưng nó đã thêm một chút chất thép vào trong mùi hương, cộng thêm cái style mùi vẫn là sexy giống như phiên bản Eros Out of Toilet, thì mình cảm thấy rằng ở phiên bản EDP này nó vẫn sexy, nó thêm một chút gỗ để thêm một chút rắn giỏi, thêm một chút nam tính. Và cá nhân mình thấy rằng đây là một chút gọi là thay đổi một chút khá là tốt của phiên bản Eros Out of Perform này. Và nếu như các anh em nào khi mà đã trải nghiệm mùi hương của Out of Toilet mà chúng ta cảm thấy rằng nó quá ngọt, quá là đậm mùi, và chúng ta vẫn thực sự thích cái tông mùi của Eros, thế nhưng chúng ta cần nó tiết chế hơn một chút, nó có thể giảm bớt đi một chút, thì phiên bản Out of Perform này chính là cái mà các anh em đang cần ở mùi hương Versace Eros. Và đấy là cái điểm tốt đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này. Điểm tốt thứ hai của chai nước hoa này đó là mình cảm thấy rằng Versace có nghĩa là không giống như Dior, không giống như YSL, luôn luôn bị cái tin đồn đã reform mùi bao quanh. Bởi vì thực sự mà nói, hiệu năng mùi của phiên bản mới này vẫn rất là tốt. Test trên da của mình, ví dụ như khi mình xịt một shot lên da mà mình từ sáng nhé cho đến tận tối, cái hiệu năng mùi của nó vẫn rất là tốt. Về độ bám mùi có thể gọi là bền bỉ. Mình đã xịt một ngày, mình đi làm, mình rửa tay, thế nhưng mà đến lúc tối về thì mình vẫn cảm thấy độ bám mùi nó vẫn bền bỉ bám ở trên da. Và thực sự đấy là một cái điểm cộng rất là tốt của Versace Eros. Có nghĩa là nếu mà chúng ta, anh em nào, nhất là các anh em nào sinh viên ấy, anh em nào sinh viên mà cần một cái mùi hương, cái tầm thời tiết đang lạnh như này mà các anh em cần một cái mùi hương nó giống style mùi của Eros, có nghĩa là ngọt ngào thế nhưng nó có cái sự tiết chế hơn, nó có cái sự dày dặn hơn và bám mùi tốt, thì thực sự mà nói Eros Honorable Foam là một cái phiên bản mà các anh em nên tham khảo. Tổng quan lại, hai điểm mình cảm thấy tốt ở phiên bản mới này đó là nó vẫn giữ cái style mùi sexy
quyến rũ. Thế nhưng nó đã thêm một chút, nó bớt đi một chút những cái tốt và một cái chút xíu không quá tốt của phiên bản On The Toilet cho phiên bản mới này. Và cái thứ hai đó là hiệu năng mùi của nó cũng vẫn rất là ok. Và đấy là hai điểm mình cảm thấy khá là tốt trong phiên bản mới này. Còn cái điểm mình cảm thấy không tốt đó là, thực sự mà nói, so với phiên bản On The Toilet, cái mùi hương của On The Perform này không có quá nhiều sự khác biệt. Cái mình cảm thấy khác là bởi vì mình đã từng dùng EDT và bây giờ mình xịt phiên bản EDP này, mình cảm nhận thấy là nó khác. Còn đối với các anh em nào mới lần đầu sử dụng ấy, thì xịt hai chai nước hoa này 19-10 cũng nghĩa là mình nghĩ rằng khá là khó để cảm thấy cái sự khác biệt rõ ràng. Có thể là với các anh em nào có một cái độ nhạy bén mùi tốt hơn mình chẳng hạn, thì các anh em sẽ vẫn thấy nó chút xíu khác. Thế nhưng về cơ bản mình cảm thấy không khác nhau quá nhiều. Thì mình nghĩ rằng với một chai nước hoa mà với số tiền bỏ ra thì cũng không phải là rẻ. Nó không phải là đắt nhưng không phải là rẻ. Và cái mùi hương của nó so với phiên bản EDT nó không quá nhiều sự khác biệt. Thực sự mà nói thì không quá nhiều sự khác biệt. Như mình đã nói, phải dùng thì mới cảm nhận thấy cái sự EDT nó như này, EDP này. Còn nếu mà để dùng lần đầu thì không, mình không cho rằng là chúng ta sẽ cảm nhận thấy rõ ràng cái sự thay đổi mùi. Và với cái mức giá nữa thì mình cho rằng đây là cái điểm rất là không tốt, rất là không tốt của Versace Eros đó. Tổng quan lại, có nên mua phiên bản All About Foam này hay không? Cá nhân của mình đánh giá rằng không quá cần thiết phải mua chai nước hoa này. Nếu như chúng ta đang có một cái list cần mua mà là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì vị trí của Eros All About Foam sẽ là ở số mấy? Mình cho rằng nó sẽ ở số 5, bởi vì trên nó còn một số những sản phẩm sẽ cảm thấy là mình cảm thấy là nó sẽ thú vị hơn, nó thu hút hơn. Mình không nói rằng là mùi hương nó ngon hơn hoặc là hiệu năng mùi nó ngon hơn, thế nhưng ở một cái khía cạnh nào đấy, cái sự thú vị của mùi, mình nghĩ rằng sẽ có những chai nước hoa bằng mức giá và sẽ thú vị hơn. Thì cá nhân mình cho rằng Eros All The Perfume này không phải là một sản phẩm ưu tiên hàng đầu chúng ta phải có, mà nó chỉ là một cái phương án dự phòng đó. Ví dụ như hôm nay đi thẩm mùi, mấy chai này không ok, thì lúc đấy chúng ta mới quay lại Versace Eros All The Perfume. Còn lại thì mình nghĩ rằng không quá là cần thiết. Thì trên đây mình vừa chia sẻ với anh em những quan điểm cá nhân của mình về mùi hương Eros All About Foam. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.